đang hai đều. Được, ta để với chung kết cho cả hai bên. Vâng, một Billon của tí. Vâng, như vậy là bên mình có 3 Babylon và 1 Max C. Bên kia có 1 Summer, Per, Greek và Greek. Đây là nền máy của tí. Vậy là trong trận này bạn ấy, đội mình có tận 3 Babylon. Vậy là hơi lỗi trong tình huống phi hươu vừa rồi. Con hươu chết hơi xa. Không, con hươu chết rất xa thì đúng hơn. Vâng, trận này đội bạn có 3 chém và 1 cung. Vâng, màn hình máy Babylon của Ngọc Sơn. Bởi như vậy là đồ ăn rất là đều huề rồi. Trận này Ngọc Sơn sẽ đánh chém. Có lẽ là nên thủ thủ thêm một P lại những có lẽ là sẽ chơi một P thủ lại những con Y hoặc là những con chém của Greek. Khi mà hồi mana độ của The Fool rất nhanh. Fool Baby cũng được gọi là một loại phù tuyển. Ngày xưa khi hồi mới chơi chế thì rất thích cầm Babylon vì thấy quân nào cũng có. Bây giờ là trận này đồ ăn của Ngọc Sơn là ổn rồi. Thậm chí cũng vâng, còn có một con voi và hai con hươu nữa. Chúng xem màn hình máy của Nobi. Vâng, Nobi là vâng, đập lô rồi, cặp rồi. Vâng, như vậy là 8 đang dâng lên rất cao. Dâng lên sát nhà của màu 3. 8 là 8 là Tịnh Văn. Vâng, điểm số Tịnh Văn cao là điểm đi dò. Vâng, như vậy là thấy thêm một bãi quả. Như vậy là 8 quyết định ở dâng A trận này. Vâng, như là Persia của đội bạn lên đời rất sớm. Oh,
Không biết Persian sẽ là cánh của nhà nào. Cô, Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi, anh sẽ đánh cung trận này. Nhưng mà dường như là một thấy nhà có vẻ không được đẹp. Vâng, rừng chỉ là một những cánh rừng dừa rất mỏng. Là một trận đấu cần phải gom quân. Sẽ là một trận đấu gom quân cho anh Hoàng Mai Nhi. Như vậy là Ngọc Sơn gặp nhà màu 6 sao? Vâng, so dân xây bãi vàng lại. Vâng, như vậy là con giò của bạn còn rất ít tiết thôi. Cố gắng đâm những con cố gắng đâm thêm vài con dân của màu 6 đi. Vâng, phía này rất đông dân. Vâng, sau con lạc đà đi chém hết dân của màu 6 trận này. Phải để con giò theo dõi những cái kích cung kích dân này của đội bạn. Vâng, để ý thủ nhà và đi chém những cái đạo dân này của màu 6. Như vậy là quyết định công một cái gì đấy. Công P hay là công thêm L đây. Vâng, như là quyết định công thêm một A cho Persian. Persian quyết định ôm bom Baby Don trong tuần này. Vâng, lạc đà của mình đâu? Không, không, rất thiếu lực sóc lạc đà. Nhưng vậy là rất yếu. May mắn là đã lên bánh xe xong. Cùng xe máy của Nobi. Vâng, đã chăn được dân của nhà ai nè. Tám dân ai thì đi đi chân dân chăn dân màu 8 đi. Máy máy của tí đã. Bây giờ tí đang lọt vào bãi ruộng của Gunny. Vẫn chưa được. Dường như là đạc mình không giáp. Vâng, như vậy là không công không giáp, có vẻ một bài lực rất yếu. Những con nông dân cầm xương vụt rất nhanh. Nhà của màu 5 rất gần nhà của tí. Có sự xuất hiện của những con cung rửa của màu 8. Vâng, cần phải chủ động chạy nhanh tên này. Cho những con lạc đà móc lại ruộng của màu 5 xem. Vâng, như là bị vẩy e. Vâng, là bị vẩy e để ý. Cung rờ của Tinh Văn đang gọi đi cái bắt tâm dân này của tí. Để ý các bạn đâu. Bây giờ là Ngọc Sơn đang chơi solo với cả nhà cầm pơ. Bây giờ tham xuống con 21. Vâng, như vậy là cánh này Ngọc Sơn đã mất rồi. Cánh Ngọc Sơn bị mất rồi. Cánh Ngọc Sơn bị pơ công cả T cả các thứ lên. Vâng, như vậy là Hoàng Mai Nhi. Đang xem màn hình máy của Hoàng Mai Nhi. Tham lai to nhất bên mình. Nhưng mà đã cuốt được một chút dân của nhà màu 7. Ừ.
là dân của màu 7 đang chạy vào nhà của anh Mech. Có lẽ là một chiến trận khó rồi.